Vâng, mến chào các bạn. Thì hiện tại đường đua F1 các tác phẩm đã mang tới đây để tham dự festival. Tác phẩm thần tài của anh Nguyễn Đình Quyền đã có mặt đấy rồi. Tôi sẽ đi lướt qua một vòng dạo quanh tất cả khu vực này để cho quý vị chúng ta tham quan những tác phẩm đã và đang có mặt và tiếp tục cổ và chuyển xuống. Đây thì những cái cổ rất to, siêu to, khổng lồ đang đưa các tác phẩm vào những các vị trí. Một bộ ba cây ruối của anh nào đây? Khổ Thiên Trụ, nhà vườn Tuyên Quang, Tuấn Tuyên Quang. Công tác chuẩn bị đưa cây vào các vị trí tập kết đang được gấp rút các anh em tiến hành một cách nhanh chóng. Ô, tôi phát hiện những cây xanh siêu to khổng lồ ở trên xe đây, cho quý vị chúng ta cùng tham quan. To lắm quý vị ạ. Lần này thì có những cái, nhiều cái mà để cho chúng ta không thể ngờ tới. Một cây xanh già trắng như vôi này. Một cây siêu to khổng lồ đây. Có lẽ là không cầu được trồng trộm vì nó cao cho nên là họ phải nhổ ra ngoài. Đây cái trộm bên cạnh này. Sau đó họ sẽ đưa vào chỗ sau. Khủng khiếp cho quý vị. Một cây siêu to khổng lồ. Rồi các bạn sẽ được tới và ngắm những tác phẩm siêu to khổng lồ này tại Festival Thủ đô 2024 quý vị nhé. Xin mời tất cả anh em yêu cây trên cả nước chúng ta sẽ tới tham quan. Và anh em đang tiếp tục nhận cây và bài trí, chúng ta cùng tiếp tục đi tham quan. Ồ, những cây ruối này, cây bằng lăng rất lạ. Chúng ta lướt một vòng vòng quanh để xem là họ đã chuẩn bị được như thế nào rồi quý vị nhé. Đấy, dãy bên này. Tất cả các cây đang được tập kết vào các vị trí. À, chào Trần Tuyền. Chào Lê Thọ. À, chào Tuấn Đặng. Dân hàng của đội 82 cũng đã sắp xong rồi. Và tiếp sau cái dãy trong phía bên trong này, chúng ta tham quan một vòng xem công tác chuẩn bị đến đâu rồi. À đây rồi, tiếp tục rất nhiều những cây đây. À, tác phẩm này, tác phẩm Hạnh Phúc đã mang tới đây rồi nhưng mà đang trong quá trình để chuẩn bị được tạo cắt chỉnh sửa. À, chào anh Lành, chào Gã Đâu Bạc, chào tất cả các anh em nhé. Vâng, chào anh. Các anh em được gửi đến đang rất phần trưng và nhộn nhịp. Chào tất cả các anh nhá. Vâng. Chào anh. Vâng.
Đấy, chưa khúc cái nào để hết cây đằng kia đấy. Tôi VIP à? Có phải VIP 70 cây nó tương xứng với cả 7 năm giải phóng thủ đô. Vâng. Đây các anh đang chuẩn bị nhận cây đúng không anh? Nhận bắt đầu từ sáng em ạ. Vâng. Có mấy cây của Trung Quốc, có mấy cây nó chưa đạt thì sẽ nằm ở đây. Vâng. Chưa đạt thì nằm ở về kia em ạ. Vâng, khu trưng bày rất là rộng. Chỉ đạo cho bọn anh chỉ là giúp việc thôi. Vâng. Đây là những cái khu, những cái tác phẩm cây, cũng là cây tập trung và những đây, cái tên của anh lần đầu tiên em đi đây, chú thấy không? Dạ. Ở cái chỗ có giao long đẳng vân cây của anh. Có, xem đẹp quá. Lần đầu tiên đấy. À, lần lần đầu tiên chơi đi chơi. Ái giả, lại cần tay nghề cả làm đá nữa. Anh thợ làm đá rồi. Đa năng, đa năng. Giỏi quá. Đấy, phía này thì đã rất nhiều cây tập kết ở khu vực này rồi. Đấy, phải lấy xe đi một vòng quanh để cái sân này, bởi vì nó rất là rộng, nếu mà đi sẽ rất là xa và dài. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phải dùng xe để đi khắp sân, để cho anh em tham quan tổng thể cái không gian của cái sân này. Nó quá rộng và quá nhiều cây. Lướt qua cho anh em xem về tất cả những tác phẩm được mang tới đây. Đi dạo một vòng. À, xin chào. À, chào hai anh em. À, đó là hai tác phẩm này của à, Hà An Nam Định nhỉ. Chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều thành công trên đường chinh phục quan sai. Vâng, cảm ơn. Anh em rảnh thì qua khu đây thì một tác phẩm cũng rất mới, khả năng lần đầu tiên cho đi chơi cuộc chơi lớn như thế này. Và lại có những cái chiếc chậu này rất lạ này, chế tác như là một con ngựa hay con voi. À, cả dưới này à. Và có cái nét lạ lạ đặc trưng. Cây này á? Đến bây giờ là hơn 20 năm rồi, trên chậu rồi. À, tự tay tạo tác 20 năm cây dúi này rồi. Những ngày đầu chưa có kiến thức về bonsai đã làm cây này rồi. À, từ cây này là chơi vì đam mê đấy. Trước thì em dựng. Xong là anh em bảo là qua thời gian anh em bảo là nó không hợp lý. Ừ. Nên thế nó không hợp lý, dần dần mình chơi với anh em thì anh em rất chân thành thôi. Chỉ để mỗi người có một ý kiến để góp vào cho nó được đến như ngày hôm nay. Đấy, vật làm quần hoành. Đấy. Trước là cây trực, vâng. Sau là vật hình hoành. Xong là bao năm đấy thì không thấy hiện tượng gì, xong là cái đầu năm vừa rồi này này. À, nó xui lên. Bây giờ mới có 7 tháng thôi, lần đầu tiên nó ra cái nu, nó như cái hạt đỗ ấy. Nhưng mà em nhìn, lúc em nhìn thấy bây giờ nó có 6 tháng rồi đây, to. À, tức là nó xù mạnh đấy, vâng. Tốc độ xù nhanh. Cái dúi kiểu như dáng như con voi nhỉ, cái chậu như con voi đúng không? Vâng. Ờ, tại có cái voi voi, có chân. Dáng hoành này nó bay nó phiêu hơn. À, thế là cái cây dúi nó biểu tượng như gần như một cái đuôi con voi à? Hả? Vâng, đây là dáng hoành. À, dáng hoành. Vâng, ở dưới này thì làm theo cái như bằng xi măng đấy, nó như kiểu vỉa đá tự nhiên vậy. À, vỉa đá tự nhiên nó nhìn giống con voi đấy, đấy nhỉ? Tưởng tượng của mọi người. Ừ, tưởng tượng mỗi người ra một cái hình thôi đúng không? Cái hình dáng mỗi người có một cái cảm nhận, nhưng mà bọn xe đi vượng thấy nó giống như con voi. Có cái đầu voi, có cái voi voi đây. Đúng rồi, khi cây già thì nó phải lên cái độ chun nhăn. Cái nét chun nhăn thì nó đẹp, xong nó đỏ này. Lấy mưa xuống đỏ giật luôn. Cái này là Nam Định nè. Vâng, cây yên Nam Định. Cái này là cây cổ Nam Định từ trước đấy. Vâng. Nó phiên bản ở đầu từ một cái trực mộ tử hóa như này. À, đây là con tử đang già làm cạch thành cành hoành, đây là hai cành song hoành ở đây. Ừ, hóa biến đổi theo thời gian năm tháng nhỉ. Già thì già từ rễ lên đầu răm, từ rễ lên thân thắt, đầu răm là cùng một màu hết. À. Bản không đóng ghép. Một tác phẩm rất quý trong tương lai. Từ đây anh em nào có cơ hội đến đây để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm mới mẻ này được đem tới festival. Cổ mộc tọa sơn, bonsai Hà An, Y Yên.
ở Nam Định. Để cho quý vị tham quan cái số điện thoại. Và đây còn rất nhiều những tác phẩm khác. À, tất cả cái không gian. Đi dạo quanh một vòng xem sao, có gì thay đổi. Hàng to có, hàng bé tầm trung, gì cũng có. Đấy, phía này thì đã được kê cây khá là nhiều rồi. Họ sẽ kê dồn từ phía trong ra phía ngoài, rút dần và cuối cùng rút ra đến cổng là kết thúc. Sắp xếp từ trong ra ngoài. Công việc còn đang rất ngổn ngang bộn bề để sắp xếp những cây vào vị trí cho nó đẹp, để cho quý vị khán giả có những cái nhìn đẹp nhất về không gian triển lãm. Hôm nay thì vẫn đang trong công tác chuẩn bị cho cuộc chơi. Một cái sự sắp xếp phải nói thực sự rất đau đầu, đưa anh em vào những cái vị trí phải đẹp, phải hợp. Rồi bác sĩ Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.